Thông tin mới nhất vụ thanh niên nghi bắt cóc trẻ em tại Phú Xuyên, Hà Nội. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hoàng Hiệp là đối tượng đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em, đã khai nhận một số hành vi của mình. Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin chính thức về vụ việc người dân khống chế nam thanh niên nghi vấn bắt cóc trẻ em, gây xôn xao dư luận tại huyện Phú Xuyên. Trước đó trưa ngày 11 tháng 9 năm 2019, anh em sinh tháng 5 năm 1975, trú tại thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, đi từ tầng 2 xuống nhà, thì phát hiện một nam thanh niên đang ôm con gái là cháu T. Sinh tháng 5 năm 2012, nên đã hô hoán thì đối tượng bỏ chạy. Nghe tiếng chi hô, người dân địa phương phối hợp đuổi theo, bắt được đối tượng trên. Ngay khi nhận tin báo của người dân, công an huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, danh tính của thanh niên này được làm rõ là Nguyễn Hoàng Hiệp. Sinh tháng 5 năm 1984, hộ khẩu thường trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là đối tượng đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em. Bước đầu đấu tranh khai thác, Hiệp khai nhận trưa cùng ngày, đối tượng đi xe máy đến thôn Cổ Trai, Đại Xuyên, thì nảy sinh ý định trộm cắp. Khi vào nhà anh em, thấy con gái anh em nói, bố mẹ không có ở nhà, Hiệp mở tủ lục tìm tài sản thì không thấy gì, sau đó bị phát hiện bắt giữ. Hiện công an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm pháp khác của đối tượng để xử lý nghiêm.